Tôi làm xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai phiên bản trên dòng xe Exciter các bạn nha. Phía bên tay trái màn hình là phiên bản Exciter 150, một thiết kế rất là huyền thoại rồi. Còn phía bên đây là mẫu xe mới nhất năm 2024, chiếc xe Exciter phiên bản 155. Đây là một phiên bản tiêu chuẩn thôi. Ngoài màu sắc đỏ này ra thì còn có rất nhiều những màu sắc đẹp hấp dẫn nữa, đều là những màu sắc xu hướng của năm 2024. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ cụ thể ở đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m này, đối diện với siêu thị Châu Tuấn, để có thể review nhanh về hai mẫu xe ở đây. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình cũng như mức giá bán mới nhất trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Gần cuối tháng 2 của năm 2024 rồi. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, top 5 sẽ đi review chi tiết về hai phiên bản này. Một bên là màu sắc đỏ nhám các bạn nhé, trên chiếc xe Exciter phiên bản 150. Còn một bên là màu sắc đỏ bóng tiêu chuẩn trên mẫu xe Exciter phiên bản 155. Hiện tại thì màu sắc đỏ nhám ấy sẽ không xuất hiện trên phiên bản mới năm 2024 của dòng xe Exciter phiên bản 155 nữa. Các bạn nhìn chính diện ở phần đầu xe cho mình này. Hiện tại thì phiên bản Exciter 155 đã được Yamaha Moto Việt Nam thiết kế lại ở phần mão đầu đèn cũng như ốp mặt nạ phía trước. Ốp mặt nạ phía trước thì các bạn có thể thấy hơi hướng giống với phiên bản Exciter 150 trước đây. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh. Hai thiết kế là tương đồng với nhau rồi, đều rất thể thao phong cách. Tuy nhiên ý, hệ thống đèn có sự thay đổi các bạn nha. Exciter 150 thì nó sẽ trang bị hệ thống đèn pha cốt ở phần phía bên trên đầu đèn. Còn Exciter 155 thì giống như những cái phiên bản trước đây năm 2023 trở về trước, thì phiên bản Exciter 155 này thì hệ thống cốt trên và pha dưới. Rèn đờm bi và đèn xi nhan vẫn ở phần phía dưới của xe. Hệ thống lốp của xe cũng gần như tương tự giống nhau, kể cả cặp mâm xe các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn ngắm ở góc độ phía bên đây nữa. Về cơ bản thì phiên bản Exciter 155 này là một phiên bản tiêu chuẩn. Do đó thì nó sẽ được trang bị ngàm phanh một bít tông, đi cùng với đó là đĩa phanh tương tự giống nhau trên cả hai mẫu xe. Rất cận cảnh, thiết kế đều rất thể thao phong cách, màu sắc đỏ bóng cũng rất đẹp luôn, để các bạn có thể quan tâm và theo dõi. Hiện tại thì Exciter 155 có khối động cơ nó sẽ nhỉnh hơn so với phiên bản Exciter 150. Trang bị cho xe là khối động cơ 105 phân khối, sản sinh ra công suất lên tới 17,9 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 14,4 Nm. Các bạn có thể nhìn ngắm kỹ trên hình mình luôn. Kết hợp với màu sắc đỏ bóng là một số những mảng nhựa được sơn màu xám. Mình thì mình không thích lắm, nếu như được sơn màu đen ý, thì nó sẽ tông xuyên tông và đẹp hơn khá là nhiều. Khá là ok rồi. Cơ bản những cái màu sắc tiêu chuẩn của mẫu xe Exciter phiên bản 155 thì nó sẽ đều có cho mình những cái màu sắc đẹp, ấn tượng, cơ bản thôi nhưng đều ok các bạn nha. Bộ tem rất là to bản và đem đến những trải nghiệm rất là thích thú. Các bạn có thể nhìn ngang xe luôn cho mình với phiên bản Exciter 150 ở đây. Màu sắc này thực ra thì nó đã ra mắt từ năm 2020 rồi trên phiên bản màu sắc đỏ nhám. Tuy nhiên thì Yamaha Moto Việt Nam vẫn giữ lại và tiếp tục ra mắt trong năm 2024 này. Với bộ tem các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết này, logo RC đây. Rất cụ thể các bạn nha. Thêm một góc độ phía sau xe nữa để các bạn có thể nhìn ngắm một cách kỹ hơn. Hệ thống đèn xi nhan của cả hai mẫu xe đều tương tự giống nhau, đều trang bị hệ thống đèn xi nhan sử dụng bóng halogen thôi, được làm tách rời sang hai bên. Hệ thống đèn hậu của xe thì cơ bản vẫn được trang bị hệ thống bóng LED. Dè chắn bùn thì mình thấy rằng phiên bản 2024 này trên mẫu xe Exciter 155 thì nó có hơi thô một chút, nhìn nó chưa thực sự là ưng mắt lắm so với kiểu dáng thiết kế trước đây. Đây các bạn có thể nhìn với dè chắn bùn phía sau rất là thể thao của mẫu xe Exciter phiên bản 150. Mình quay rất chậm và chi tiết rồi để các bạn có thể nhìn ngắm cũng như là dễ dàng trong việc lựa chọn cho mình một trong hai dòng xe ở đây. Cả hai mẫu xe được Yamaha Moto Việt Nam trang bị cho nó hệ thống mặt đồng hồ Full LCD. Vì là phiên bản tiêu chuẩn nên cả hai mẫu xe đều được trang bị cho nó hệ thống chìa khóa thường thôi các bạn nha. Chìa khóa thường 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Các bạn theo dõi kỹ cho mình phần mặt đồng hồ của phiên bản 150. Các nút chức năng phím bấm trên xe trang bị đầy đủ. Vẫn có nút tắt bật đèn của xe này. Tắt bật động cơ. Màn hình Full LCD. Hệ thống chìa khóa. Và mức tiêu nhiên liệu là 2 lít trên 100km. Còn phiên bản mới năm 2024
Các bạn theo dõi cho mình mặt đồng hồ của xe luôn. Cũng full LCD hoàn toàn nhưng được thiết kế khác đi một chút. Các nút chức năng phím bấm trang bị đầy đủ. Không còn nút tắt bật đèn nữa các bạn nhé. Và thay vào đó là nút tắt bật đèn hazard. Chìa khóa vẫn là chìa khóa thường 4 trong 1. Hiện tại thì mẫu xe này nó sẽ ăn xăng ở mức là 1,91 lít trên 100 km, lại tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản 150 phân khối. Các bạn có thể nhìn kỹ bằng tem dán năng lượng cho mình luôn. Có thể thấy rằng ấy, với hai mẫu xe này thì đều có cho mình những đối tượng khách hàng khác nhau, sự lựa chọn khác nhau. Exciter 150 thì nó sẽ có khối động cơ nhỏ hơn, khi khối động cơ chỉ cho ra công suất là 15,4 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm đâu đó 13,6 Nm. Thiết kế tổng thể hài hòa, đẹp. Mình vẫn thích cái kiểu dáng thiết kế của mẫu xe phiên bản 150 này hơn. Giá rẻ của nó cũng sẽ rẻ hơn nhé so với phiên bản Exciter 155. Sau đây thì để các bạn theo dõi được kỹ hơn thì mình sẽ gửi tới các bạn cái mức giá bán cụ thể của cả hai phiên bản này đến từ đại lý Yamaha Mạnh Đạt luôn. Với những bạn nào quan tâm ấy, đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý điện thoại 0983154222 sẽ anh tư vấn cụ thể về dòng xe này các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi luôn cho mình. Về mức giá bán của mẫu xe Exciter phiên bản 150 ở đây thì hiện tại giá bán của nó vẫn đang duy trì ở mức từ 43 cho tới 45 triệu, tức là ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng. Phiên bản các bạn đang theo dõi đâu đó vào khoảng tầm 44 triệu thôi. Anh em nào quan tâm có thể tham khảo. Rẻ hơn một chút có những phiên bản màu sắc trắng đỏ, xám cam. Đắt hơn một chút thì có những cái phiên bản giới hạn của năm 2023. Các bạn lưu ý, hiện tại vẫn chưa có phiên bản mới nào 2024 các bạn nha. Còn Exciter 155 trong thời điểm này thì vẫn đang được bán với giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Phiên bản các bạn đang theo dõi là giá bán rẻ nhất rồi, 48 triệu đồng. 48 triệu đồng, nó sẽ trang bị ngàm phanh 1 bít tông thôi, không có ABS, không có cổng sạc, trang bị chìa khóa thường. Như vậy để các bạn có thể theo dõi. Cao hơn một chút là phiên bản cao cấp ấy, thì nó cũng tổng thể thiết kế như thế này, nhưng được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key này, trang bị thêm hệ thống cổng sạc và ngàm phanh 2 bít tông ấy, thì giá bán của nó vào khoảng tầm 50 triệu, 50 đến 51 triệu. Còn phiên bản có ABS, giá bán vào khoảng tầm 54 triệu và phiên bản giới hạn vào khoảng tầm 55 triệu. Tuy nhiên các bạn cứ đến đại lý nói tôi làm giới thiệu, đâu đó cũng sẽ được giảm giá bán của xe, giảm khoảng tầm 1 triệu cho từng chiếc xe một các bạn nha. Để các bạn có cho mình những cái trải nghiệm thuộc dòng xe Exciter phiên bản 150 và 155 ở đây. Rất cận cảnh cụ thể và đo toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã quay cận cảnh chi tiết hai phiên bản màu đỏ. Một bên là đỏ nhám của năm 2023 trên Exciter 150 và một bên đỏ bóng tiêu chuẩn của năm 2024 trên mẫu xe Exciter 155 để các bạn có thể tham khảo một cách kỹ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Nếu các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.